Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta đang có mặt tại ngôi trường được mang tên Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Nguyễn Minh Nhật, trường trung học cơ sở Nguyễn Minh Nhật, tọa lạc tại ấp Cái Dày, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Trường được thành lập vào ngày 1 tháng 9 năm 1998. Hiện tại trường có tất cả là 31 lớp với 2 cơ sở và tổng số học sinh của trường là 1.164 em. Từ trường trung học cơ sở Nguyễn Minh Nhật, chúng ta sẽ cùng nhau xuôi dòng về thăm đền thờ Bác, tọa lạc tại ấp Bà Chăn A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Đây được xem là một niềm đáng tự hào của quân và dân xã Châu Thới nói riêng và nhân dân tỉnh Bạc Liêu nói chung. Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích cấp quốc gia vào năm 1998. Với lòng tiếc thương Bác vô hạn, Đảng bộ xã Châu Thới đã thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị tổ chức lễ truy điệu và để tang Bác vào lúc 17 giờ ngày 3 tháng 9 năm 1969 ở ngôi nhà của ông Trần Văn Tến tại ấp Bà Chăn, cách đền thờ hiện nay khoảng 200 mét về hướng đông. Đầu năm 1971, địch càn quét vào ấp Bà Chăn A, giả tâm đốt phá nơi thờ Bác. Hành động đốt phá của địch đã làm cho nhân dân nơi đây căm phẫn, lên án. Vì thế, người dân Châu Thới có câu nói thể hiện ý chí quyết tâm đánh đuổi quân thù. Bà Chăn đi dễ khó về, khi đi tàu sắt, khi về tàu cây. Kẻ thù ngoan cố vào đây thì quân du kích cho chầu Diêm Dương. Huyện ủy Vĩnh Lợi chủ trương phát động phong trào xây dựng đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 4 năm 1972, xã ủy Châu Thới quyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng đền thờ. Đến ngày 25 tháng 4 năm 1972, ngôi đền chính thức được khởi công xây dựng sau 24 ngày đêm thi công vất vả. Ngôi đền thờ đã được xây dựng hoàn thành cho đến ngày hôm nay. Vào ngày 19 tháng 5 năm 1972, xã ủy Châu Thới chính thức tổ chức để khánh thành đền thờ nhân kỷ niệm 82 năm ngày sinh của Bác. Sau khi đền thờ Bác được khánh thành, địch hay tin nên đã nhiều lần dùng các phương tiện chiến tranh bắn phá, càn quét vào khu vực đền thờ, hòng phá hủy ngôi đền một lần nữa. Với sự chỉ đạo tài tình của huyện ủy, xã ủy cùng quân dân xã Châu Thới đã mưu trí dũng cảm đánh tan mọi cuộc càn quét, bảo vệ an toàn cho ngôi đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước. Kính thưa quý vị khán giả, đã từ lâu, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành trung tâm sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần, là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là nơi thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bạc Liêu đối với Bác Hồ kính yêu. Và ngày hôm nay, khi đứng tại nơi này, chúng em xin hát vang bài quốc ca hào hùng của đất nước, của dân tộc Việt Nam tại di tích lịch sử đền thờ Bác để tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Chúng em, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Minh Nhật, xin hứa sẽ học tập và rèn luyện thật tốt để góp sức mình xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, để sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan, Bác Hồ.